Om Namaskaya, chào mừng bạn đến với bài tập yoga săn chắc toàn thân. Và chúng ta cùng bắt đầu với bài tập hôm nay với những cái động tác để tác động tới không chỉ vùng eo thon gọn mà còn giúp cho toàn thân của chúng ta săn chắc để chúng ta duy trì được cái vóc dáng và cơ thể chuẩn đẹp bạn nhé. Xin mời bạn bắt đầu. Chúng ta sẽ mở rộng bằng vai ở tư thế đầu tiên. Đó. Ngón chân hướng thẳng, tay phải đặt lên bụng, tay trái đặt lên ngực. Chúng ta cùng điều hòa hơi thở và tái nạp năng lượng cho cơ thể. Nhắm mắt lại, thả lỏng hai vai, thả lỏng cho khuôn mặt. Hít vào sâu, bụng phình lên. Thở ra, xẹp xiết bụng lại. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, xẹp sát xuống. Hít vào, phình bụng lên, căng tròn bụng lên. Thở ra, xẹp xiết chặt bụng lại, hai nhịp nữa. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, xẹp sát xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu, bụng phình lên. Thở ra, bạn xẹp bụng lại, xẹp sát lại. Và từ từ thả lỏng hai tay, nhắm mắt. Hít vào, phình căng bụng lên và đến 30 giây, tập trung hơi thở vào bụng xuống, cảm nhận dòng chảy năng lượng đang di chuyển đều khắp cơ thể. Thở ra, bạn thở hết, xẹp xiết bụng lại. Hít vào và thở ra. Sau đó bạn mở mắt nào, chúng ta tiếp tục với động tác tiếp theo. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, đan tay lại, hướng thẳng móng trỏ lên. Thở ra, bạn nghiêng mình qua bên phải, khóc chặt bụng và nghiêng nhé. Hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng qua bên trái. Hít, bạn nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng sang phải. Hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng sang trái. Vòng cuối, hít, nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng sang phải, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn nghiêng sang trái và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít, nâng tay và cơ thể. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, thư giãn vai. Xoay ra sau, 1, 2, 3 và xoay ngược lại. 3, 2, 1. Sau đó bạn nâng thẳng cơ thể lên. Chúng ta cùng đứng lên đầu thảm và tiếp tục với bài tập chào mặt trời 3 vòng bạn nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Hít vào thật sâu. Thở ra, chắp hai tay trước ngực. Hít, siết mông lại, vươn hai tay uốn cong lưng. Thở, mở rộng tay sang hai bên, hót chặt bụng, cúi gập mình xuống. Hít, chân phải bạn kéo dài ra sau, siết chặt chân, nâng hai tay lên đẩy bụng. Nín, chân trái bạn đưa ra sau, tấm ván xí cơ lại. Thở gối, ngực, chán hoặc cằm chạm sàn, mông cong lên. Hít, gắng cổ mang. Thở, chữ V ngược, đẩy mông, nhấn gót chân. Hít, đá chân phải lên cao, bước lên.